Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Video hôm nay em giới thiệu đến các bạn hai cái loại hộp số xe hai cầu nhé. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn là một cái hộp số dành cho các bạn nào xe hai cầu, đấy là cái loại mà gắn thẳng vào cái lốc máy, giống như kiểu mình lắp hộp số lùi thôi. Ở đây nó rất là đơn giản, hai thằng này thì quay cùng chiều này, đấy, quay trục này và trục này sẽ là quay cùng tốc độ, cùng chiều luôn. Và con này thì gắn thẳng vào lốc máy đây, gắn thẳng vào lốc máy. Cái lỗ cốt này là cốt 19 nhá, thì nếu như các bạn lắp trục 17 thì mình phải thay lại cái trục này thôi. Còn nó hoạt động y như cái bộ số tiến lùi bình thường, nhưng mà thay vì là một trục ra thì nó làm thêm cái cơ cấu chuyển động để ra hai trục, tốc độ là đồng tốc đấy, và sang số tiến lùi luôn. Thằng này có nghĩa là nó là vừa số tiến lùi mà cũng là vừa chia trục chuyển động đấy, ra trục trước trục sau đấy. Nguyên lý hoạt động thì chỉ đơn giản như hộp số tiến lùi thôi. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái loại hộp số nữa, là cái loại đây. Loại này thì nó khỏe hơn đấy, thì các bạn có thể làm xe cũng xe hai cầu được, thì một trục vào đây, trục vào có thể là bên này hoặc bên này đều được, trục ra đây có thể ra bên này hoặc ra bên này đều được, hoặc là vào bên này hoặc vào bên này đều được. Tất cả là đều có thể, một trong bốn cái chỗ này là các bạn làm trục vào, và ba cái còn lại là làm trục ra. Đấy, thì thằng này thì nó khỏe hơn rất là nhiều so với cái bộ kia, cái bộ số 1 mình giới thiệu, thì bộ này rất là khỏe và nó cơ động hơn, bởi vì là nó gắn trục các đăng, cho nên khi các bạn lắp xe máy lên thì bạn bố trí nó dễ hơn. Đấy, thì tóm lại thì có hai loại hộp số hai cầu, thì các bạn tùy lựa chọn. Thì thằng này thì nó xe hai cầu là toàn thời gian các bạn nhé, chứ không phải là có lúc hai cầu lúc một cầu được. Đấy, thằng này cũng vậy, mà thằng này cũng vậy, đều là hộp số hai cầu toàn thời gian thôi, có nghĩa là lúc nào xe cũng phải chạy hai cầu, nó không có ngắt chuyển động. Thì nếu như các bạn muốn cơ động hơn, muốn ngắt chuyển động, thì buộc lòng các bạn phải làm cái phần khớp ngắt chuyển động phía bên ngoài thôi, còn bản thân cái hộp số này nó không có ngắt chuyển động, nó làm đơn giản cho nên nó không có. Các bạn làm xe hai cầu thì có thể lựa chọn một trong hai loại này. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Các bạn xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo ngay lập tức khi có video vừa up lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Giá thành sản phẩm thì các bạn vui lòng xem dưới phần mô tả sản phẩm.